Xin gửi lời chào đến quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của ngày đầu tuần ngày thứ hai ngày 31 tháng Giêng năm 2022. Và chúng tôi cũng gửi lời chào đến quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali cũng như là quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin cùng với chúng tôi trên hệ thống băng tần VTV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Trương Tứ Tiên. Xin chào quý khán giả và xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một cái tin rất là một tin buồn mà ông lạ, đó là có người mà chết rét, một sinh viên chết rét ở ngay gần trường. Thưa quý vị, đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Người ta thấy một cái sinh viên nó chết ngay cạnh cái trạm xe buýt đó, ở trong cái tình trạng mà dưới 0 độ. Khi mà thấy có một người nằm co quắp đó thì lập tức có những người transit, tức là những người mà làm ở trong cái hệ thống đường xe buýt đó, thì tới kêu gọi những người 911 tới cứu mà cứu không kịp. Và ta cho biết rằng là cậu bé này đã chết vì lý do là lạnh quá. Cậu chỉ mặc có một cái suit shirt với quần jean thôi. Tức là cậu này có lẽ là lơ là không để ý, mà đến khi mà bị lạnh quá thì không có kịp để mà chạy về nhà mặc quần áo thêm, và khi nhiệt độ nó xuống nhanh quá thì cậu đã chết. Đây là một trường hợp rất đặc biệt về xứ Mỹ, về cái vấn đề mà người chết lạnh như vậy thì phải nói là rất là hiếm đối với những người thanh niên trẻ. Thành ra chúng ta cũng nên ý con cái chúng ta khi ra ngoài, nhiều người cũng rất là ý sức mạnh. Người ta thấy đi dọc đường nhiều khi thấy có những em Việt Nam mặc quần sọt, áo thun mỏng trong khi thời tiết rất là lạnh mà đi ra ngoài đường cười nói mà không biết là có thể là nhiệt độ xuống một cách rất là nhanh mà không kịp chạy về nhà để mặc quần áo đâu. Thưa quý vị, đây là một trường hợp đau buồn, thì cũng xin chia sẻ cái tin này đối với quý vị Việt Nam có những con em đang tuổi lớn mà thích nghịch ngợm hay là thích phô diễn cái sức khỏe của mình trước thời tiết lạnh. Dạ, và chúng tôi cập nhật một cái bản tin. Đây là một trong những cái vấn đề mà gây ra một cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nga cũng như là các nước đồng minh phương Tây. Cũng như vậy thì mới đây thì chính quyền của Washington cũng đã đưa ra một cái lệnh trừng phạt đối với Nga. Và còn đây là một trong những cái lệnh trừng phạt mà được nói rằng là chưa bao giờ thấy đối với những cái tổ chức tài chính lớn tại Nga nếu như mà Nga tiến đánh vào Ukraine. Thì theo như Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã cho biết rằng là đưa tất cả những cái ngân hàng của Nga vào danh sách trừng phạt và cấm tất cả các cá nhân cũng như tổ chức Hoa Kỳ đang có những cái giao dịch đối với những cái công ty này. Và những cái công ty này sẽ bị trừng phạt nếu mà có hàng chục ngàn cũng như tổ chức tài chính ở Nga, và cả nhà nước và cả là cá nhân luôn. Và đây là một trong những cái thông tin đã được Washington truyền đi. VTB cũng như là Sberbank là hai ngân hàng lớn nhất của Nga cũng nằm trong cái danh sách mà đang lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Và cái quyết định này Hoa Kỳ đưa ra sẽ khiến cho tất cả những cái ngân hàng của Nga sẽ bị cắt khỏi cái mạng lưới tài chính trên toàn cầu luôn, và sẽ ngăn những cái đối tác mà hợp tác với Nga, và sẽ tác động lớn đến những cái doanh nghiệp Nga đang làm việc với trên thế giới. Và đây là một trong những cái lệnh trừng phạt mới đối với cái nền kinh tế của Nga, sẽ khác so với lệnh trừng phạt trước đó vào năm 2014 của Hoa Kỳ đối với Nga. Khi lúc đó là cái thời điểm mà 2014 là Nga sáp nhập cái bán đảo Crimea và bị là cáo buộc là có một cái sự hậu thuẫn của lực lượng ly khai miền đông của Ukraine. Và từ những cái biện pháp trừng phạt này, và chủ yếu để nhắm vào cái giới tinh hoa của Nga và những cái quan chức có trực tiếp liên quan đến cái vấn đề của Ukraine, và cũng là nhằm để mà tránh ảnh hưởng tới những người dân thường ở phía Nga. Và ngoài ra cái kế hoạch này thì những cái giới chức của Hoa Kỳ cũng đang tìm cách là cắt giảm những cái khoản vay và ngăn là không có cho cung cấp những cái công nghệ nước ngoài cho những cái ngành công nghiệp ở Nga, như là đóng băng tài sản của tất cả những người thân cận với lại Tổng thống Vladimir Putin. Và các nước phương Tây cũng cho rằng là Nga đang triển khai cái vấn đề mà binh lính, là khoảng hơn 100.000 binh lính đến với biên giới của Ukraine trong những cái bản tin trước đó mà chúng tôi cũng đã thường xuyên cập nhật cho quý vị. Và cho đến ngày 28 tháng Giêng thì Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng là sẽ không có muốn chiến tranh, cũng như là không cho phép ai là coi như là làm ảnh hưởng tới lợi ích của đất nước họ. Và người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga là Alexey Zaitsev cũng đã khẳng định rằng là Nga nhiều lần đã lên tuyên bố rằng là không có ý định tấn công bất cứ một cái nước nào và cũng không có chấp nhận chiến tranh đối với Ukraine. thì đây là một trong những cái biện pháp mà trừng phạt lớn nhất của Hoa Kỳ đối với Nga, và còn mạnh hơn là của năm 2014. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật tiếp nếu mà Nga đem quân và tiến hành có một cái cuộc quân sự nào đối với Ukraine thì cái lệnh trừng phạt rất là khủng khiếp. Thưa quý vị, mới đây lại có một cái tin mà Bắc Hàn đã bắn lên trên không gian một cái hỏa tiễn địa đạo nữa, đó là hỏa tiễn lần thứ 7. Thưa quý vị, hôm trước tôi thưa quý vị là thứ 6, bây giờ là lần thứ 7. Tức là đây là một cái vấn đề mà chiến tranh chính trị đó, tức là bên Bắc Hàn đó, Kim Jong-un muốn áp lực với Tổng thống Biden về vấn đề mà thỏa ước về nguyên tử. Thì một giới chức cao cấp Bắc Hàn cho biết rằng là đây là một cái vấn đề thử thách thường xuyên của Bắc Hàn, nhưng mà người ta không có tin như vậy, và người ta biết rằng là đây là một áp lực lên cho Biden để xem Biden nó trả lời như thế nào. Thì Nhật Bản cũng đã phát giác ra cái vấn đề này, cùng với một số nước khác như là Nam Hàn cũng phát giác ra là cái vấn đề Bắc Hàn đã bắn cái hỏa tiễn ballistic missile này. Cái ballistic missile này nó không phải là một cái loại hỏa tiễn thường, thưa quý vị, nó là một cái loại hỏa tiễn có 3 phần, phần đầu, phần đuôi đấy, và khi mà lên trên không gian nó thì nó rớt cái 2 phần kia, nó trở xuống bằng cái đầu thôi, và đầu đạn của nó có thể mang một cái warhead, một cái đầu đạn nguyên tử có thể, thưa quý vị. Chứ không biết là có hay không, nhưng mà dĩ nhiên ở đây là những vật thử thách rất là lớn đối với Biden, trong khi Biden đang phải cũng dùng chiến tranh chính trị đối với Nga Xô, cũng như là Trung Cộng. Coi như là Hoa Kỳ hiện nay là phải chiến đấu với 3 mặt trận luôn, thưa quý vị. Trước đây á, theo cái truyền thống của Hoa Kỳ thì không bao giờ Hoa Kỳ tham gia vào 2 mặt trận một lúc, mà bây giờ tới thời này là nó một lúc tham gia cái 3 mặt trận luôn, đánh Đông Tây Nam Bắc hết trơn. Thì không biết là cái sức lực của Hoa Kỳ cho tới giờ này như thế nào, nhưng mà một lúc mà chiến đấu với 3 mặt trận thì cũng là vất vả cho cái hành tránh của Biden. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là biện pháp cần thiết, và nếu mà lơ là một mặt trận đó, thì cũng có thể rất là nguy hiểm, nhất là mặt trận đối với Nga Xô hiện nay đang bao vây Ukraine và chuẩn bị có một cuộc chiến nóng Ukraine nếu mà các quốc gia khác không phản ứng mạnh. Dạ, và một cái bản tin khác thì hiện tại thì có một cái rapper của Hoa Kỳ tên là Kanye West, thì thủ tướng để mà di chuyển đến nước Úc thì hiện tại là thủ tướng Úc là Scott Morrison. Ông đã nói rằng là cái nghệ sĩ này bắt buộc phải tiêm vaccine trước khi mà bước vào cái đất nước của ông để mà lưu diễn vào tháng 3 sắp tới này. Và cái cảnh báo này cũng đã được nước Úc đưa ra khi mà 2 tuần thì chúng tôi cũng đã cập nhật trước một cái bản tin, đó là cho thấy rằng một cái tay quần vợt người Serbia nổi tiếng của thế giới Novak Djokovic cũng đã vừa bị hủy visa tại nước Úc này và trục xuất ra khỏi vì đã chưa tiêm chủng. Thì theo như là Thủ tướng Morrison đã tuyên bố lại trong một cái cuộc họp cho thấy rằng là đây là một cái quy định mà tất cả mọi người khi mình đến đây bắt buộc phải tiêm vaccine đầy đủ và áp dụng cho tất cả mọi người và không có sự ngoại lệ, và không cần biết là bạn là ai, và đó là luật của đất nước chúng tôi. Và nếu mà tuân thủ theo luật thì bạn có thể đến, còn nếu không thì bạn sẽ không thể. Thì Thủ tướng Morrison đã bình luận trong một cái bản tin ở cái tờ Sydney Morning Herald, đã dẫn một cái nguồn tin cho biết rằng là cái người rapper Kanye West sẽ dự định tổ chức một cái cuộc buổi hòa nhạc tại sân vận động tại Australia trong tháng 3 sắp tới. Và người đại diện của cái người rapper này hiện tại vẫn chưa đưa ra một cái lời phản hồi nào từ những cái thông tin mà nước Úc đã đưa ra. Và hiện tại thì theo như cái bản tin cập nhật đã cho thấy rằng là cái người rapper này, về cái tình trạng chích ngừa của anh thì vẫn chưa có được cập nhật đầy đủ. Trong một cái cuộc phỏng vấn vào năm ngoái thì anh cho biết rằng anh đã có tiêm một cái liều vaccine thôi, nhưng mà trong cuộc cái phỏng vấn ngược vào năm 2020 với một tạp chí Forbes thì rapper West này đã gọi sự tiêm chủng là một cái dấu ấn của quái thú. Nên đó chính là một trong những cái lý do mà có lẽ là anh chưa có tiêm đủ vaccine, nên là Australia thì cũng đã đưa ra một cái vấn đề đó khi mà biết anh dự định tổ chức một cái đêm nhạc lớn vào tháng 3 sắp tới này. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng đất nước Australia thì có tiêm chủng vaccine được đánh giá là cao nhất trên thế giới, nhưng mà hiện tại cũng đang phải chống chọi với cái cơn lây nhiễm rất là bùng phát mạnh của Omicron vừa rồi, và khoảng 20 triệu ca cũng đã được ghi nhận nhiễm tại đây, cũng và những cái số ca tử vong thì cũng vẫn chưa được tính. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật về cái người rapper này cho quý vị rồi. Thưa quý vị, chắc quý vị đã nghe mà xôn xao dư luận trong mấy ngày hôm nay, tức là ca sĩ Bích Chiêu là chị cả của danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Ích và một số ca sĩ nữa. Thì nghệ sĩ Bích Chiêu trước đây là một thần tượng của giới trẻ Việt Nam. Cô đã hát từ rất là nhỏ và có những giai đoạn cô đã hát chung với ca sĩ Tuấn Ngọc là hồi ca sĩ Dí. Hai chị em hát song ca với nhau. Và bây giờ ca sĩ Bích Chiêu đã qua đời và đúng 80 tuổi thưa quý vị. Điều đau buồn đó là khi mà cô đã qua đời thì trong cùng ngày đó người chồng của cô tên là Hải cũng qua đời luôn. Và người ta báo cáo thấy rằng là trong mấy ngày không có tin tức gì của Bích Chiêu. Thì có người đã tới phá cửa vào và thấy hai vợ chồng nằm bất động ở trên trong sàn nhà và họ đã đưa bệnh viện nhưng mà không qua khỏi. Thì chúng ta biết là nghệ sĩ Bích Chiêu trong mấy năm vừa qua cũng đã có xuống sắc và có chứng tỏ là sức khỏe rất là yếu. Thì nhớ lại một số những nghệ sĩ mà đã ra đi trong thời gian vừa qua chúng ta rất là thương tiếc thưa quý vị. Dần dần chúng ta không còn nhìn thấy những khuôn mặt mà yêu thương nữa, chẳng hạn như Trí Tài, Lệ Thu, Mai Hương, rồi Thái Thanh, Phi Nhung, Phó Đức Phương, Trần Quang Lộc, Vũ Đức Sao Biển và một số những nghệ sĩ khác ở Việt Nam nữa, những người nghệ sĩ cải lương, Thanh Kim Huệ, nhiều lắm thưa quý vị. Dần dần trong cái thế hệ chúng ta sẽ không còn có được thưởng thức những giọng ca tuyệt vời của các ca sĩ nổi tiếng như là những người này. Thành thật chia buồn với gia đình của ca sĩ Tuấn Ngọc và Khánh Hà. Cầu xin cho linh hồn của ca sĩ Bích Chiêu cũng như là Phu Quân sẽ được sớm được hưởng một bình an miên viễn. Dạ, và chúng tôi cập nhật một cái bản tin cho thấy rằng là hiện tại cái bom bão tuyết đã tấn công hàng loạt những cái thành phố của Hoa Kỳ trong cái thời gian gần đây và tiếp tục quay trở lại trong cái đợt này. Thì đây là miền đông của Hoa Kỳ hứng một cái trận bão tuyết mạnh nhất trong rất là nhiều năm qua và hiện tại làm mất điện trên một cái diện rộng và giao thông cũng đã rơi vào cái tình trạng hỗn loạn. Tuyết rơi rất là dày và những cái trận gió lớn cũng kết hợp và có những gây ra những cái thiệt hại cho những cái thành phố lớn ở miền đông nước Mỹ. Thì mọi người đã mô tả đây giống như là một cái trận bom tuyết vậy đó. Thì những cái trận bom những cái trận tuyết như vậy thường có sức mạnh rất là lớn và ảnh hưởng tất cả trên một cái diện tích rất là rộng. Và theo như cơ quan thời tiết của quốc gia Hoa Kỳ đã cho biết rằng đây là một trong những cái trận bão tuyết mà lớn kỷ lục trong nhiều năm qua, thì phải có khoảng là hơn 70 triệu người dân cũng đã bị ảnh hưởng, như là những thành phố ở New York và Boston. Thì những cái khu vực mà ảnh hưởng nhiều nhất là ở New York và tiểu bang Massachusetts. Và cái lượng tuyết được ghi nhận dày lên đến là khoảng 61 cm. Và khoảng hơn là 95 ngôi nhà ở Massachusetts cũng đã mất bị điện. Và thời tiết lạnh này nó còn đã ảnh hưởng lan rộng ra qua tới cái tiểu bang Florida ở phía nam. Và hiện tại thì những cái người cư dân và các thị trấn ở thành phố thuộc miền đông của Hoa Kỳ là coi như là đã được một cái khuyến cáo ở mức độ cao nhất là tránh di chuyển ra ngoài nếu mà không có cần thiết. Tại vì cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt cộng với lại cái tầm nhìn đang bị hạn chế. Và các quan chức ở Long Island, New York đã phát hiện có một phụ nữ đã chết trong cái cơn bão tuyết này. Thì đây là một trong những cái cơn bão tuyết mà rất là lớn và xảy ra và đã cũng hủy khoảng là 4.500 chuyến bay cancel. Và số lượng chuyến bay cũng là hủy rất là nhiều, trong cái ngày 28 tháng Giêng là lên đến gần 1.450 chuyến. Và đây là một trong những cái cơn bão tuyết đã xuất hiện giống như là tấn công vào cái vùng Bắc Mỹ trước đó và khiến cho hàng nghìn ngôi nhà cũng đã mất điện, và tình trạng điện tương tự cũng đã xảy ra đối với miền đông của Hoa Kỳ và nặng nhất là tiểu bang Boston cũng như là New York. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nữa. Và tới đây thì xin kính mời quý khán giả hiện dự hệ thống văn tờ VNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.